Hello, xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ mới là 7 giờ rưỡi sáng thôi, mình đang có mặt tại bên một cái khu vực bên quận 9 mà có với mình là rất là lạ lẫm, mình chưa bao giờ đến đây hết. Cái khu này thấy nó vẫn còn rất là hoang sơ, nhưng ở đây có mấy cái biệt thự rất là đẹp. Và cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, hôm nay đi sớm vậy là vì hôm nay là có một cái sự kiện vô cùng quan trọng. Chút xíu nữa thôi thì mọi người cũng sẽ được xem ngay cái video này trong ngày luôn. Mình sẽ up ngay cái video này luôn. Là đó là vì đó, mọi đằng kia mọi người thấy những cái hình ảnh quen thuộc đúng không? Đó chính là cái bàn để cúng và chuẩn bị cúng khai máy cho một bộ phim, một cái dự án, một trong những dự án đầu tiên đầu năm 2020 của công ty của Colorman, công ty Điền Quân. Đó là bộ phim Gia Đình Là Số 1, nhưng mà là phần 3. Đã đến phần 3 rồi. Quý vị và các bạn đã từng yêu thương phần 1 và phần 2 thì hy vọng quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ cho phần 3 của Gia Đình Là Số 1. Bởi vì sao? Đây là một trong cái phần 3 này thì hoàn toàn là toàn bộ cái câu chuyện và kịch bản hoàn toàn khác hẳn với lại cái phần 3 Gia Đình Là Số 1 ở của bên Hàn. Nói tóm lại, Gia Đình Là Số 1 phần 3 nó chỉ còn là một cái tên, còn lại là một cái câu chuyện hoàn toàn là do đội ngũ biên kịch trong nhà của Coleman Mia viết. Và cái đội ngũ đó cũng là các bạn đã từng viết Muốn Kiểu Làm Dâu, các bạn nó cũng là từng là những người đã từng localize lại các cái bộ trước mà đã rất là thành công, Gia Đình Số 1 phần 1, Gia Đình Là Số 1 phần 2, Gia Đình Bố Là Tất Cả, rồi Muốn Kiểu Làm Dâu, và cái bộ phim mà vừa rồi mà đạt rất là nhiều giải thưởng Ngôi Sao Xanh đó, bộ phim Ngũ Hời Tấn Hỷ, và vừa rồi là Làm Rễ Mười Xuân đấy. Thì thật ra cũng hôm nay mới chia sẻ với quý vị và các bạn bởi vì mình luôn luôn có một cái mong muốn rằng là làm sao để chúng ta có những cái kịch bản của Việt Nam mình do người Việt mình viết, chứ không lẽ suốt cuộc đời mãi mãi là cái ngành truyền hình rồi điện ảnh của chúng ta là cứ phải đi mua kịch bản của Hàn Quốc hay của nước ngoài hay sao. Chính vì vậy cho nên là đã từ rất lâu, mấy năm nay rồi, mình đã chuẩn bị sẵn sàng hết, là mình đã có một cái đội ngũ biên kịch của các bạn biên kịch trẻ có và có những bạn kinh nghiệm có, cũng đã gắn bó với công ty mình được hơn 3 năm rồi. Đó, và đội ngũ biên kịch của Điền Quân thôi cũng xin hé lộ các bạn là có khoảng 30 mấy, gần 40 bạn, và có hẳn một cái không gian giống như một cái thư viện để làm việc bên Coleman House. Nếu như nếu như các bạn nào yêu thích viết kịch bản, hoặc là những bạn nào là những người làm đúng cái nghề biên kịch hoặc chỉ cần yêu thích kịch bản thôi, các bạn cũng có thể hãy đến với team của Coleman, hãy đến với team biên kịch của Điền Quân, hãy gia nhập cùng với chúng tôi để chúng ta cùng nhau sáng tạo ra những tác phẩm điện ảnh, những cái tác phẩm truyền hình mà hoàn toàn là thuần Việt, purely Việt Nam, và chinh phục khán giả không chỉ trong nước mà cả quốc tế nữa. Còn đây là phía sau mình đang là không khí, và mình thấy rất là đông, các ekip mình có Cẩm Hà rồi, có rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ đi vòng giới thiệu mọi người để gặp gỡ một vài diễn viên nhé. Có những diễn viên trẻ, có những diễn viên lớn tuổi cũng đã tề tựu tương đối, là hôm nay chắc là cũng không có đông lắm hay sao á, mình cũng biết, nhưng mà thôi mình xin đi một vòng để giới thiệu quý vị bạn. Đây đây là cô Hà, phụ trách nội dung, của Gia Đình Là Số 1 phần 3 này đó, chỉnh sửa kịch bản rồi cùng phối hợp với đạo diễn, thậm chí là đạo diễn đó, chúng ta có thể gọi là đạo diễn cũng được, nhưng mà cô Hà không thích là những cái gọi là những cái danh xưng mà nó nghe nó bí miều quá. Thật ra là cô Hà cùng với là anh đạo diễn to con bên kia nữa, anh Phạm Tuân, là hai đạo diễn đã từng làm cái bộ rất nhiều bộ rồi, nhưng mà trong đó có bộ mới nhất là cái bộ Muôn Kiểu Làm Dâu mà quý vị các bạn đang rất là yêu thích đấy. Bộ đôi này cãi nhau tối ngày nhưng mà cuối cùng ra phim tập nào cũng hay hết trơn. Còn cái cô áo tím này đây chính là một trong những cái đội ngũ biên kịch mà nãy Colin vừa nói đó. Đây là cô Đinh Hoàng Yến, làm công ty cũng gần 3 năm rồi đó. Hơn 3 năm luôn hả? Trời đó, nãy anh mới quảng cáo cho cái đi từ Gia Đình Là Số 1 đến đó. Bây giờ là Gia Đình Là Số 3. Gia Đình Là Số 1 phần 3. Rồi đây, đây cô, đây là cô Hoàng Yến, là một trong những team leader rất là giỏi của team biên kịch mình đó nha. Đó. Rồi đây bạn, một bạn đang ngồi trên xe nhìn bụi đời vậy thôi, nhưng mà đó, giới thiệu biên kịch. Bụi đời. Đó,
biên kịch của chúng tôi đó, thấy chưa? Chắc chơi không? Đó, nhìn nhìn giống như là chạy vậy, chạy xe ôm vậy lát vậy đó. Tôi có vận. Đây Thư, Thư tham gia bao nhiêu bộ rồi? Dạ số 1 em cũng có. Số 1 phần 1. Dạ số gia đình là số 1 phần 3 thì em mới tham gia, còn trước đó thì em thích điện ảnh. Ừ, đây bạn tự nhiên nói tên mình thư xin lỗi tự nhiên quên tên Thư luôn. Đây bạn Thư là một trong những biên kịch bên cái team, mình có hai team, một cái team biên kịch truyền hình và một team biên kịch điện ảnh, thì bạn Thư với lại Yến là bên team biên kịch điện ảnh, nhưng mà vì cái bộ này rất là quan trọng cho nên là với lại dự án bây giờ nhiều quá cho nên là mình sẽ nên là cái team điện ảnh bây giờ cũng tham gia sang cái bộ sitcom truyền hình này luôn. Và cũng có rất nhiều bộ phim điện ảnh là có dấu ấn của Thư nè, ví dụ như Bao Giờ Hết Ế nè, rồi sắp tới là bộ Vô Diện Sát Nhân đang chuẩn bị ra rạp đó, là cũng có dấu ấn của Thư trong đó nữa. Nói chung là các bạn mình là làm teamwork, không phải là không thành công của một cái tác phẩm hoặc là một cái dự án nào đó của Điền Quân là cả một cái tập thể. Cho nên mình không thể nói rằng đây là một cá nhân, cho nên là team, đặc biệt là trong team biên kịch mình cũng vậy. Và cũng rất là mong các bạn nào mà yêu thích viết kịch bản, yêu thích biên, cái nghề biên kịch, hãy đến với chúng tôi tại Coleman House tầng 4, đẹp lắm. Rồi giờ gặp ai giới thiệu lại chị Trinh nào? Đây là em, à, Lữ Trinh nha, em đang chào anh. Em đang bị sờ mũi. Em sờ mũi hả? À, đúng nha, cả hơn. À Kiều Trinh hả? À, ok. Trời chắc mọi người không có nhìn thấy, nhìn không có như vướng. Có cái khẩu trang chắc không nhìn không thấy được Kiều Trinh đâu ha. Bảo vệ mọi người ạ. Mà cái cô này là mình thích từ cái phim gì á, Em Chưa 18 phải không? Dạ, 18, ông ngoại tuổi 30. Đó, đó là các bạn Kiều Trinh tham gia trong gia đình là số 1, 3 đó nha. Mọi người mình nhớ đón xem phim nha. Và mình rất là thích bạn này luôn á, thích lắm luôn á, mà không biết sao mà bên chỗ sản xuất mời được. Hay thiệt á. Năn nỉ quá trời. Đang ngại bị lây cho mọi người. Em lây hay em bị cái đang bị gì? Sao mũi rồi. Mũi không sao đâu. Nói chung giờ đang nhạy cảm. Nhiễm. Đang nhạy cảm. Thôi kệ em giấu gì đi, giấu gì đi, chờ đây cho mấy bạn khán giả trẻ trong chờ. Nếu như các bạn đã từng yêu thích Kiều Trinh qua các cái bộ phim điện ảnh nè, Ông Ngoại Tuổi 30, rồi Em Chưa 18. Anh thích em nhất ở bộ Em Chưa 18. Đúng tính em luôn á anh. Thích em vô cùng. Là cái tạo hình của phim đó em dễ thương lắm. Ráng kiếm một cái bộ, một phim điện ảnh mời chị Trinh một phim điện ảnh. Mày vô chính luôn. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, thấy em dâm mấy cấm hả? Dạ không, em lên cuốn máy đó. Lên cuốn máy à. Nghe cái giọng nói thôi cũng dễ thương rồi. Đây là hai diễn viên phụ và chuyên theo đi đóng phụ Colorman này ạ. À. Cái mặt này quen lắm mày. Bây giờ là hết gái sinh văn phòng mà qua cái gì á. Thơ ký chủ tịch. Sắp tới là sẽ có nhiều series hay lắm nha. Đây là thơ ký chủ tịch. Đây là bạn Tiên cũng là trong team thơ ký chủ tịch. Đó. Cũng đâu có mập lắm đâu anh. Mập lắm anh. Em rất mập. Như là đội hình mà đi theo Coleman là từ ốm cũng phải thanh mập. Ăn quá mà, sáng giờ chưa ăn gì chân á. Rồi thôi mình vô nước nước rồi có diễn viên nào. Đây là các anh em quay phim và cái đội ngũ hình ảnh đây. Dạ, chào anh. Thẩm Quang Vinh là DP cái này đúng không? Dạ. Thẩm Quang Vinh tham gia rất nhiều bộ rồi nha. À, đây các anh. À, kính thưa quý vị các bạn, đây là mình rất tự hào về cái team quay, anh em quay phim với hình ảnh của mình, tại vì anh nào cũng đẹp trai mà chưa vợ. À, có những anh đã có vừa có vợ là bị vợ bỏ luôn, giống như anh Áo Xám đó, anh này nè. Rồi các em quẹo lựa nha, đó thấy vậy thôi, đâu có thời gian đâu mà yêu đương, khổ lắm. Có Coleman luôn ghê hả? Đó, các bạn thấy làm phim, ai mình thấy các bạn thích đi làm phim lắm đúng không? Đi làm phim khổ lắm, và nhất là làm những cái bộ phim mà nó dài dài giống như các bộ phim của bên Điền Quân mình làm đó, là
đi ít nhất 6 tháng trung bình, toàn bộ đi tất cả năm luôn, ê ẩm hết. Rồi thôi cúng chưa, vô cúng dẹp rồi lại giờ tôi đi học đây. Đó, hôm nay là những cái phân đoạn này hôm nay đấy. Ủa đâu phải, Duy Tượng Trưng rồi đúng không? Dạ mấy người ngồi ngày nay 7 đấy, 7 phân đoạn hả? 17 phân. Nhẹ nhàng mà 17 phân đoạn hả? Là nhẹ nhàng rồi. Trời ơi. Bình thường tới 20 mấy phân đoạn. Có ngày 37 phân. Có ngày 37 phân chạy sặc máu. Nhưng mà hôm nay mình chỉ có hai quá cảnh thôi thì sẽ nhanh cả nhà. Chào cả nhà, đây là ông Hùng, mọi người nghe ông Hùng. Tổng trưởng lớp. Chủ nhiệm của chúng tôi. Bây giờ từ làm chủ nhiệm đi kiếm nhà, đi kiếm quá cảnh riết giờ xong Thành bị lóc lửa. Không, Thành là gì đó, Thành là cò nhà đất luôn rồi. Bán được mấy căn rồi đó. Trời ơi. Em nghe đồn anh nói em già rồi. Nói gì? Nói cái ông nhỏ này nó già quá, sợ nó không hợp giai. Không, buồn. Không mình chọn bởi vô giám tiên á. Chết cha, bữa nay quên đi mới mãi theo rồi. Già thấy chưa, là đúng già không? Thì nói cái da này nhí nhảnh lắm mà. Dạ, nhưng đúng phải anh. Có máy mà em quên đi máy theo rồi. Máy gì? Máy giả. Máy giả để cho trẻ. Cho trẻ với con. Bữa em đeo cái máy vô, trời em trẻ hơn ông Hứa Mình Đạt luôn. Xong anh Tuân anh đợi cắt giai chứ. Cắt da gì quá trẻ. Đi ra lại vô quậy xe vô lại. Xin vui. Ủa mọi người vẫn ngồi lại. Xin quậy. Chưa nghĩ sao? Cái đêm mà nó đợi để mà nó được nút bạc á. Rồi nó canh, nó thức, nó canh đến 4 giờ sáng. À được nút bạc rồi hả? Nó thức nó canh đến 4 giờ sáng, nhảy sụp á. Trời ơi dễ sợ. Bà canh gần đến nơi rồi bà chịu hết nổi bà ngủ. Ôi trời. Dạ trời ơi. Dạ tới nãy giờ đem mới chụp ở trong. Trời ơi. Dạ, đây là Dương Gia Mỹ, bạn Dương Gia Mỹ. Ồ, Dương Gia Mỹ cũng tâm dáng này luôn hả? Chào mọi người. Gia đình là số 1 phần 2 giờ này di cư qua bên gia đình là số 1 phần 3. À, hy vọng là trong dự án gia đình là số 1 phần 3 này thì mọi người sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ cho Mỹ nha. Cho Mỹ vô vai gì? Dạ vai con của em gái của anh Khải, là con của Bạch Thanh, là con của chủ nhà này. Em gái của Quốc Anh á. Dạ em gái của Quốc Anh á. Cô bé rất là cá tính. Mình còn nhớ là gia đình là số 1 phần 2 á, lúc đó là Gia Mỹ mới, đúng không? Mới tham gia rồi tiên. Dạ. Rồi lúc đó nhút nhát lắm luôn. Lúc đó còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Lúc đó nhút nhát cũng mà bữa nay thấy cứng cáp, thấy trưởng thành dễ sợ. Dạ, bây giờ em chuẩn bị ra quay. Nhưng dạ. Mà rất trẻ, rất trẻ. Dạ. Dạ em chào anh nha. Ai quay gì? À. YouTube. YouTube hả? Dạ. Okay. Ai quay? Dạ có anh. Chào anh. Rồi. Dạ, okay. Chào mọi người. Bắt đầu điều trị phổ biến của thế giới là phải hạ đường huyết cho thuốc, nói chỉ số an toàn xong rồi nó mới cho thuốc kháng viêm. Đúng rồi, mẹ nó không thuộc bắt đầu điều trị mà chuyên khoa cấp 1 nha. Trời ơi cái gì, 10.000 một gói. Đây đạo diễn nhỏ con Phạm Tuân. Đúng ra ngày xưa là phi công á. Bị rớt, rớt máy bay vậy. Bị rớt sao? Anh này chắc cũng chứ. Chắc này cũng có bà con gì với không với lại Phạm Tuân quá. Ờ. Mang giáp lớp đi vào vũ trụ tỉnh. Anh. Rồi đó, có chụp đá dãy cái này. Không sao, cái này. Cái tưới phải không? Ờ, cái tưới. Tới giờ cái nó gãy. Ôi xôi đậu đen là ngon chưa? Lâu lắm rồi mới ăn cái xôi đậu đen này. Là đòi cho đoàn luôn hả? Cái đoàn ăn xôi đậu đen mua. À tự mua hả? Dân địa phương đây tao bán. Là anh ghé mua hả? Không nhờ thì... Anh Tuấn mà là như giờ là thành những chiếc ruột luôn hả? Bị gì á, tôi dễ bảo. Nó chỉ tôi hát, cho là tôi hát vậy đó. Các bạn,
các đạo diễn mà hay mời mời cái nhiều khi mời một diễn viên mời hoài vậy, diễn viên nào hiền đó dễ ăn hiếp đó, mời hoài à. Còn diễn viên nào mà khó tính hay khó chịu chút là đạo diễn sợ lắm. Quay ngày gây lộn hết nửa ngày rồi đâu kịp tiến độ đâu. Không kịp tiến độ, trễ tiến độ. Ủa ông Tuấn? Dạ. Anh Tuấn bay vô ngồi. Dạ ông bố hả? Dạ ông bố. Cái kia bên là ông nội và đàn ông bố. Nó bắt tụi nó tiếng Bắc á. Nó tiếng Bắc hả? Ừ, tại vì có hai đứa con. Mà một đứa tiếng Bắc. Một đứa Bắc, một đứa Nam. À, là cái anh có hai bà. Không có một bà. Một bà muốn chết rồi. Một bà người Bắc, ba người Nam, ba hai bà. Thì mới ra hai đứa giọng Bắc. Trời trăm mới sáng ra năm giờ dễ sợ rồi chạy mất tức lệ trong muốn đêm cho không thấy cái mặt mình nó trắng chị lên giờ không ai Colorman bữa chê trong già không có vô hợp da. Dạ, xin chào khán giả trên kênh của Hồ Bích Trâm, mọi người qua đăng ký kênh Colorman nha. Chào, dạ xin hết. Sao anh không nói là mọi người hãy hủy đăng ký bên Colorman để nhào qua bên Hồ Bích Trâm. Xin chào khán giả của Colorman, đừng hủy đăng ký của Colorman nha, nhưng mà cũng vẫn qua đăng ký kênh của Hồ Bích Trâm nha. Rồi bà này bà duyên lắm luôn á. Hôm nào người ta mới được nhận nước bạc á. Sao không thấy kỷ niệm gì đó không biết. Dạ chưa. Dạ chưa có nhận được mà. Cho không, nhận. Tổ chức đi tự nhiên là nó về hả? Dạ. Nó chưa nó về mà nằm trên phòng anh á. Nằm trên phòng biệt của anh á. Đúng chưa? À, alo, để em gọi điện cho bà bán đồ hũ. Em chỉ cần em đặt bàn tại nhà hàng nấu lá thôi, lập tức là tự nhiên tới chiều cái thấy mai nguyên cái nước không, bạc. Ekip này không thích ăn bên nhà hàng nấu lá anh. Tại vì hết tiền rồi, thường là bên đây là sẽ ăn đồ hũ thôi. Chị hả? Cho em 100 hộp đồ hũ nha chị. Dạ. Đàn này ghiền đậu hũ cực kỳ. Em lên đây em đi quay nha, đi trễ 5 phút cũng phạt đậu hũ. Mà đi sớm trước 10 phút cũng phạt đậu hũ. Phạt hoài vậy đó, sai một câu thoại cũng đậu hũ. Đó, nhất là cô giáo Hà. Ngày nào cũng phạt em đậu hũ hết trơn. Ăn đậu hũ mà riết rồi. Ăn đậu hũ riết tôi cũng mập chứ tôi có bổ béo gì. Ai biểu đi trễ vậy? Rồi, à, ekip của sản xuất là mặc áo thun hả? Em tưởng mập đồng phục hả? Nó hại đến cái tình lắm anh. 12 rưỡi đêm nó nhắn là ngày mai mặc áo này cả cô Thanh đều đây là điều phối sản xuất nè, còn cô Thanh ốm ở trên nữa là ủa ốm ủa nào cái bé đi giám đốc sản xuất đó hả anh đừng đi nghỉ hả? Dạ em chào mọi người. Ừ. Em bắt đầu đồ hủ quá. Dạ quá nhiều chào khán giả đây. Chào khán giả trên kênh Gia Mỹ nha, mọi người qua đăng ký kênh Colorman nha. Không nữa, mọi người nhớ đăng ký kênh Hồ Bích Trâm nha, official. Đó chỉ vui ghê ha, mấy kênh mấy bạn này là lúc đầu làm từ zero luôn đó, không có người đăng ký, bây giờ mấy trăm ngàn người rồi. Dạ 257. Rồi được, phải làm xin nữa. Em hơn chị rồi. Dạ không, em làm lâu rồi, lên vậy là chưa bằng chị. Chị em thấy chị nhanh hơn, em cũng có coi kênh của chị luôn. Ghê không? Em có gốc view cho chị luôn á. Lên lẻ. Dạ. Lên lẻ. Cho cái gì về quê 10 ngày lên 38.000. Em thích coi mấy cái ở quê của chị á. Ừ, chuẩn bị về quê ở luôn nè. Tại vì giờ ai về quê quay hay lắm luôn á. Về quê quay là bảo đảm đông. Ông mà sao em cũng về quê quay mà không ai coi. Không, em phải lăn xả giống như quê em ở đâu? Dạ em ở An Giang. À dạ. Cũng Tết cũng có về quê em cũng có quay clip mà. Có đi thả bò không? Dạ không có bò. Không có đi đâu, người ta đi thả bò nè. Đi thả bắt ốc nè. Em không có bò. Thả bò nè, bắt bò. Đang biến bò nữa. Trời ơi. Chó. Được sao về chọc chó cho đi chơi. An Giang là có gì ta? An Giang là ngon bún mắm nè chị. Ừ. Bảy núi nè. Không, bữa nào đi An Giang anh chuyển em quay chung anh bảo đảm. À không, bữa anh đi An Giang với anh. Anh về quê em nè anh. Hơi xa một xíu, vẫn ngỡ. Vẫn ngại hả? Chưa đi. Vẫn nghe dễ thương lắm. Tới mùa về nguyên cánh đồng lúa chính luôn. Học tiếng Quảng Ngãi của chị. Ừ. Khó lắm. Thích hết sao á. Đây là một gương mặt mới đây, xin giới thiệu với quý vị và các bạn. Phải không? Được mới. Ba đứa tụi em đứng vô cũng xinh xem chứ bộ. Ờ đúng rồi. Vậy xin chào mọi người, giới thiệu với mọi người, đây là bé Trâm Anh, là một em. À, khóa sau của Mỹ đúng trong rồi. Trường. Ồ đúng rồi. Dạ em là K2 còn Trâm là K3.
À là khóa 6 hả? Chị nghĩ là K2C, em là K3C. Ừ. Thì ở đây cũng rất là vui khi mà đàn em cũng ở chung phim với mình. Trời ơi, trai đẹp, trai đẹp. Trời ơi, trời ơi, đẹp trai quá. Ôi, trai đẹp. Rồi. Anh của anh ra là giành sống hết luôn rồi. Bắt đài luôn. Phim này á, chồng bả là hứa mình đạt mà bả không chịu, bả cứ đòi là chồng bả là ông này không hả? Chị bảo là chồng chị xấu quá, toàn dâu không, em không thích. Ông Đạt mà ông nghe ông buồn tới tái. Có gì đâu buồn chị, sự thật mà. Anh hứa mình đạt là của chị Lâm Vĩ Dạ. Hả? Nhưng mà anh nắng gì đẹp trai dữ của anh. Đẹp trai quá. Em bớt đẹp trai là được không? Làm sao để bớt mặt anh gì để bớt đẹp trai lại? Anh chị. Anh chị thôi. Không ấy. Không ấy. Anh ăn gì mà anh cao quá vậy, anh chị mang được không? Đừng trả lời, nó sẽ nói anh nói đi đó đừng. Em nghe chưa? Em bớt đẹp trai lại đi, anh chị đi là bớt đẹp trai. Thế thì em không ăn rồi. Thế thì em không ăn. Ủa bây giờ này xin mời cái YouTuber tập trung ra ngoài đây luôn bạn ơi. Ôi yeah. Vui đó nè. Một YouTuber mới nổi siêu cà chớ. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube siêu cà chớ nha mọi người. Kênh gì? Dạ siêu cà chớ. Siêu cà chớn nữa trời. Anh em nhớ về đăng ký luôn nha. 105 sập rồi đó. Tiên phong cho em nha. 105 sập hả? 125 rồi. Cái kênh mà siêu cà chớn nghe là vui rồi. Trời ơi, cà chớn nhiều lắm á. Trời ơi, thiệt luôn á. Chỉ có đi lên đàn của Muôn Kiểu Làm Dâu là YouTuber rất là nhiều luôn. Vui mà. Ồ, trời. Ai vậy? Trời ơi, sao tao toàn làm mà khẩu trang không? Nhìn tôi ghê quá vậy trời. Em chưa có mặt ghê lắm anh ơi, trang ghê mặt. Đố mọi người biết ai? Jolie. Không em chứ ai? Jolie Phương Trinh. Chuẩn bị rồi, vui quá. Dạ. Quá vui. Trời sao cái đoàn này toàn là gái gái xinh rồi trai đẹp của mình trời. Hôm nay gái xinh ghê mặt phải thông cảm nha. Gái xinh chưa mới có mặt ghê lắm. Lên mặt lại thôi. Một Bích Trâm ơi, mày, đừng có làm nữa, nhỏ mày, nó sợ mày quá. Mày đó thì mày không ăn chị mà mày cứ làm nó quá, nó sợ, nó chạy đó. Chị quan tâm nhỏ nhỏ nhỏ. Anh em có biết là như vậy là tim chị nó vỡ tan không? Trời ơi. Rồi thích nghe hả? Thương chị và nó kia là chị đem lấy này cho nè. Chị có hai chị em nè, hai chị em quay phim trường nè, đẹp quá, dễ thương quá. Em mặc kìa. Em vô. Mỹ giờ bé giống như nhớ Mỹ năm ngoái. Cưng của mình nha, bây giờ cưng của mình chưa ai subscribe hết á. Chơi của em là gì nói với mọi người. Cưng này là Jamal Official. Jamal Official. Subscribe kênh em luôn. Rồi, nhớ subscribe kênh của em nha. Tại vì kênh của em chưa ai subscribe hết á. Đó, trời dễ thương vậy là mọi người nhớ subscribe nha. Mọi người nhớ qua kênh subscribe kênh này nha. Mọi người nhớ subscribe kênh của chị Mỹ nha. Nhớ kênh của chị Mỹ đó. Kênh của chị là Jamal Official thì mọi người biết rồi. Nhưng mà mọi người yêu quý và tiếp tục ủng hộ gia đình là số 1/3 muốn theo dõi những cái clip những cái gì thú vị hơn thì mọi người nhớ subscribe ủng hộ cho Mỹ nha, đảm bảo là Mỹ sẽ up những cái rất là thú vị cho mọi người. Nhận luôn bén ngót. Dạ. Năm ngoái nó giống y vậy luôn á, không có cũng nhắn nhát đâu, không có nói chuyện được luôn á, mà hôm nay rồi gọi cái nói gần như pháp luôn. Chị Mỹ là khá trên của mình, cho người mình là K2 ở K3C, chị Mỹ là K. Cái này là máy của em đó hả? Đúng rồi. Chào mọi người. Nhớ nha, mọi người nhớ subscribe kênh ủng hộ với bé Trâm Anh nha. Trong phim này á là hai chị em sẽ đóng vai là bạn thân. Bạn thân Trâm Anh thì là vai Vi, là vai hơi các bé mèo. Đúng rồi, bé mèo. Còn Mỹ thì là đóng vai Kỳ, sẽ là một vai hơi cá tính một chút, em một chút. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thích và đón nhận. Rồi xong. Tuân hàm mới sao luôn. Tuân hàm. Thanh thanh nữa. Chưa quốc em xong chưa? Rồi xong rồi đi đây là trời. Chị rất là vui. Đúng không? Hello. Xong chưa quốc nhỏ mừng tuổi chứ nhiều. Mời lên đây luôn. Mời lên đây luôn. Mời lên đây. Có ba mấy nè. Giọng em lúc nào nó cũng đi trước em.
người im lặng cho anh Coleman túng nè. YouTuber là nói tiếng nhất luôn. Tôi không tập trung được quý vị các bạn thân mến, một chút xíu buổi sáng hôm nay để ngày 19 tháng 2 năm 2020 là ngày chính thức bấm máy gia đình là số 1/3 thì hôm nay cũng tranh thủ để ghi lại cho mọi người thấy một cái buổi sáng cũng là một ngày làm việc, bắt đầu ngày làm việc của Coleman như thế nào, nhưng thông qua đó cũng tranh thủ quảng cáo chút xíu cho gia đình là số 1/3 và cũng hy vọng rằng tất cả quý khán giả nào để từng yêu thương gia đình là số 1, các phần trước đó, phần 1 và phần 2 chẳng là hồi đẹp trai quá, hồi đẹp trai quá, đứng ghế tôi lép quá, xin chào mọi người. Thì mọi người cũng tiếp tục dành tình cảm để ủng hộ cho gia đình là số 1/3 nhé, và xin chúc cho toàn bộ các anh em ekip của gia đình là số 1/3 thật là nhiều sức khỏe nè, để có thể nhiều năng lượng để có thể chiến đấu. Cái này dài hơi lắm, ít nhất phải 6 tháng và sẽ cũng phải mang đến cho khán giả một cái bộ phim sitcom truyền hình 100% kịch bản của Việt Nam, tất cả mọi thứ, tất cả mọi người thích. Đây là Kiều Trinh, Kiều Trinh xíu chào anh. Ai đậu biết chú Điền Quân luôn, giống như chú Điền Quân rõ hơn. Còn ai đây? Bé này đóng đầu trong bắp. Phim luôn hả? Dạ. Đầu bắp. Oh. Một cái da rất là quan trọng trong phim. Sao hôm nay con mặc áo vàng giống chú vậy? À, quần mặc quần vàng giống như trời dài da vớ vớ vàng luôn. Đầu bắp chào khán giả đầu đi. Đầu bắp ơi. Đầu bắp chào khán giả đi. Mọi người nhớ ủng hộ nha. Dạ, dạ mọi người các cô chú anh chị nhớ ủng hộ cho gia đình. Ủa ngày mấy phát sóng ta? Biết chưa? Tính tháng mấy? Hình như 9/4 phát sóng hả? Ừ. Tầm khoảng ngày 9/4 là tiếp phim. Ok rồi. Như vậy thì muốn kiểu làm dâu thì sẽ được phát sóng tới tuần lễ tới đầu tháng 4. Thì dự kiến là nối tiếp cái bộ muốn kiểu làm dâu thì gia đình là số 1/3 sẽ lên sóng vào ngày 9/4/2020. Và hôm nay là ngày 19 tháng 2 chứ là chúng tôi chỉ có 2 tháng thôi. Thì các bạn thấy sản xuất phim cực lắm, khổ lắm. Chính vì vậy rất mong quý vị và các bạn ủng hộ cho gia đình là số 1/3 nhé, và các bộ phim khác của công ty Điền Quân của mình nhé. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt đi, con chào tạm biệt đi. Chào tạm biệt. Yeah. Vô. Ê, chụp hình em ơi, chụp hình nha cả nhà ơi. Làm cái gì em nè. Yeah.
thứ hả? Nó vô hết luôn đi. Rồi ok, vô đi, vô đi. Vô bạn rồi. Bạn nè. Còn ai đâu? Trời vậy thôi. Mấy quốc rồi? Ờ, có như 80 khách nha. Chứ lớn lên 10 ngàn. Đứng lên sao mà chợp. Trời ơi. Rồi mọi người ơi, xong chưa mọi người? Rồi, lùi ra sao luôn.